l r o minten la kadu guanyong double wish jamun jo lai wa gan double wish ne kamo nie mo nyu ne la ba yo min o ya ji la so a nam 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 lam set mui bai a le ti hong ga kun nguen tai bin guam mok tam pho ho chi min việt nam và nghe nói là quán này là rất rất nổi tiếng và ngon nè tại sao nổi tiếng nè là được giới thiệu top 10 quán bún măng Việt ngon nhất Sài Gòn nè được giới thiệu thêm mình nha và tại sao mình sẽ ăn bún măng Việt thì bạn ấy chỉ bún măng Việt là ngon nên mình bây giờ là ăn thử ngon hay không cảm ơn đã comment nha ok đi thôi nha Rất nóng nè. Oh, nước chấm này là thịt vịt và thịt heo nè, là ngon nè. Là giống như là Trung Quốc nè. Bên Nhật Bản là cũng có là vị này nè. Ngon lắm nha. Là cái này cũng là sức này nước này phải đi hành tây tỏi và gừng ngon ngon hơn à? Đây, ngon. Là làm đắt thế. Ăn chút này là ở Việt Nam. Ngon. Anh nè, cái này là sốt nào? Nước mắt. Nước mắt gừng. 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 Cái này ngon à? Dùng cái này ăn ngon ngon là theo cá dừa à phải nói cá dừa không phải nói là người Nhật Bản thích súp này nè là không có hơi hơi đậm đà là ngon thịt vịt này là hơi hơi mềm là ăn tương nhãn và tươi mềm mềm và đặc biệt là nước mắm dùng này rất rất ngon đó cứ uống là được chỉ uống là nước mắm này thôi là được nhé.
งงที่หนึ่งดาลัมดาเก็ตหัวกาซึกักลัมดาเก็ตหัวกาซึไม่อยู่แล้วจีก็ต้องทำการสุดโต่งยิ่งเดลิเวอรี่ละนักยืนนักยืนเดลิเวอรี่แค่นี้ละผมไม่ลังเลผมแหล่ผมมาดูในละผมยืนเห็นบินเนี่ยเนี่ยบุ้มลังเงินก็เลยก่อนในละก่อนละห้องไฮมินัมละไฮมินัมก็ในละไม่ซื้อไม่ซื้อละกันซื้อไว้ใหม่อยู่เอาไว้ใหม่อยู่อ่ะก็มีอย่าบูญญาไว้ในญาคืออะไรอ่ะดาออมไหนดาถังก้มนะเนี่ยเบลละขอเกิดอาหารเท่าไหร่อ่ะเดลิเวอรี่นิวอะไรเจ้าทำเบี้ยบุ้มดาทะเลละสุดไหนดาละงอมติดเปลี่ยนเนี่ยจะเปลี่ยนแค่วันเดียวมองไม่อยู่หรอกมือหังหุ่นแขวนอะไรเนี่ย